tới tới trận đấu của gặp Tẻn với là đội Nguyên Rớp. Đây là Rớp. Tình là tình Tăng. Đây con này tên gì đó rồi? Vô kỹ. Còn Tẻn tên gì Tẻn? Nokia, vô kỹ lửa nha, Nokia là pha nha, pha đen. Nokia hả? Bụng đảo đặt Google nó ra luôn hả? Google Pixel. Google đừng để thua nó sẽ thắng cái kiểu gì thật thì lạ. Rồi vô rồi nha anh em. Rồi hiệp 1 bắt đầu. Mày địa cắn nãy giờ luôn à, địa cắn nãy giờ luôn à, đó nó cắn nãy giờ luôn à, mày gì mà mày mày gì mà mày 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 đó yên đi cho quay lại 30 giây mà mới một lần á, từ từ bình tĩnh chờ 30 giây nó hồi hết đó, nó không hăng lại nữa hiểu không, từ từ hết 30 giây có thể rêu máy rồi đẩy máy không hăng ra cũng được. Rồi rêu được rồi, hết 30 giây rêu táo đuổi. Dạ, không. Rồi, một phần cho anh Tẻn. Cho anh Tẻn một tay Tẻn ơi. Trận đấu hay. Con này tên gì? Ân Dương. Hả? Ân. Ân Dương hả? À, Ân Dương là chim ưng hả? Rồi, đây Rớp. Thả con Ân Dương ra. Anh này cũng bước sau đâu phải chấm à. Để vô lấy cái bước xóa, quên vô bước xóa. Có nhận biết thì đừng đi lộn nha. Con tên công Nokia của Tẻn nha, vẫn còn nha. Rồi, nhịp 2 bắt đầu. Con của ấy vàng hơn, con rất vàng hơn. Con nào? Ăn thịt luôn, ăn thịt luôn. Chờ nghỉ. Con rớt thắng. Sáng dạng con rớt thắng. Một đều. Con gì đây? LG anh. Con lửa phải không? Con này có cần xử lý không? Không. Con tiện đổ hơn mà. Đã, ok. Đã, con LG. Ok. Đỏ mà to. Hiệp thứ 3 bắt đầu, tỷ số đã là 1-1. Pha đám. Tỷ số nghiêng về 2-1 nhưng mà Tẻn ra con này con Dương Tiêu rớt. Đã vô. Đã có chấm trên lưng nha. Rồi, Dương thì bốn bắt đầu. Này thì quy nhấp yếu rồi. Quy nhất tiếu. Một hit. Một lần chạy.
này thì vi nhất tiếp. Dạ dạ. Dạ. Ổn một vi nhất tiếp. Rồi con này tên gì? Quay lại con này luôn hả? Ok. Hết vé luôn rồi hả? Trận thứ 5 hả? Trận thứ 5 đúng không? Trận gì? Trận 6 anh. 4-1 đem 4-1. À trận thứ 6. Rồi bắt đầu giúp vì nhớ tiêu một hit nặng à công ngừng luôn à số đó là 5-1 rồi nha còn hiệp cuối cùng rồi con này tên gì giờ đó rồi. Con tên gì? Sơn Dương. Hả? Sơn Dương hả? Sơn Dương, Sơn Dương. Sơn Dương hay Sơn Dương? Sơn Dương, Sơn Dương. Sơn Dương. Thả, thả, quay rồi mà. Giờ thấy mình đi. Chính nhất luôn á. Sư Dương mà không ra là Sư Dương chính nhất luôn á. Sư Dương, Sư Dương, Sư Dương chính nhất luôn. Dính, 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 dính nhất luôn. Chắn được rồi. Dương. Nó đâu phải chạy được chạy đâu. Chưa, chưa, chưa. Nó chưa có dấu hiệu chạy cho hai con bị văng ra không đúng con số. Nó nhanh quá. Còn hơi nhát thôi. Còn tiền mình tính không? Đã rớt. Đã, đã, sẽ thua ơi. Rồi kết quả trận đấu là tiễn thắng với tỷ số 6-1 nha anh em. Rồi cho tiễn chàng vỗ tay đi.